Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Mỹ điều B-52 tấn công, Taliban chịu thương vong nặng nề. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan Forward Aman ngày mùng 7 tháng 8 thông báo Mỹ đã triển khai máy bay ném bom B-52 để tấn công các mục tiêu của phong trào Taliban ở thành phố Seberhan, tỉnh Yazin, phía bắc của Afghanistan, các mục tiêu của Taliban ở thành phố Seberhan, tỉnh Yazin đã bị máy bay ném bom B-52 tấn công vào lúc 18 giờ 30 phút ngày hôm nay. Những phần tử khủng bố đã chịu thương vong nặng nề, người phát ngôn Aman cho biết trên mạng xã hội Twitter. Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Afghanistan, có tới 200 thành viên Taliban thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ ở Sebergen. Một số lượng lớn vũ khí, đạn dược và hơn 100 phương tiện di chuyển của chúng cũng bị phá hủy. Quan chức có tên Forward Aman viết trên Twitter, trước đó cùng ngày, Giờ tham đưa tin Washington đã triển khai máy bay ném bom B-52 Máy bay quân sự Lockheed AC-130 và máy bay không người lái vũ trang Reaper đến Afghanistan để trấn áp chiến dịch đánh chiếm lãnh thổ của Taliban ở các tỉnh Kandahar, Herat, Lashkargar và Heman cũng trong ngày mùng 7 tháng 8. Taliban thông báo đã kiểm soát tỉnh Nimroz và tỉnh Yozin, lần lượt ở phía tây nam và phía bắc của Afghanistan. Sputnik khẳng định Jaren của Nimroz đã trở thành thủ phủ đầu tiên của một tỉnh bị Taliban đánh chiếm kể từ năm 2016. Bạo lực ở Afghanistan đã leo thang sau khi Taliban đẩy mạnh chiến dịch đánh chiếm lãnh thổ giữa lúc các lực lượng quốc tế bắt đầu rút quân khỏi quốc gia này. Quá trình rút quân, dự kiến hoàn tất vào ngày 11 tháng 9 là một phần trong thỏa thuận đạt được giữa Taliban và Mỹ ở thủ đô Doha, Qatar, hồi tháng 2 năm 2020. Theo Arab News, B-52 được triển khai lần đầu tiên trong chiến tranh lạnh và từng đóng vai trò then chốt trong nỗ lực lật đổ quyền lực của Taliban vào cuối năm 2001. Đây cũng là lần đầu tiên trong gần một năm Washington điều B-52 đến Afghanistan. Đợt triển khai này cho thấy các lực lượng Afghanistan vẫn phụ thuộc vào sự hậu thuẫn của Mỹ. Mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra hạn chất rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 31 tháng 8, các nguồn tin quân sự khẳng định với dơ tham rằng chính quyền của ông vẫn có ý định tiếp tục chiến dịch không kích sau thời điểm này.